Rồi xin chào mọi người. Nay em vừa hoàn thiện được một phòng cộng long chuột 18 ly nha. Chắc Vân thì em quay ánh sáng trực tiếp ngoài trời. Sau này rảnh thì em quay một video quay ánh đèn nữa nha anh chị. Phòng màu đỉnh lắm chị ơi. Và 3 vòng 16 ly nha. Anh chị thích hàng này thì liên hệ em. Làm hàng này lựa cực kỳ heo gỗ luôn nha anh chị. Anh chị nhìn xem nè. Một màu quá đã ha. Hàng này hàng đó nó chất lượng thôi, em lựa đợt sáng màu. Này, vòng 18 ly nè. Anh chị nhìn chất vân đã không? Đó, anh chị xem hàng lựa của em nè. Phí biết bao nhiêu là gỗ luôn ha. Làm lại lọc ra hết rồi còn bao nhiêu hàng vụn nữa nè anh chị. Toàn là cẩm long chuột mà anh chị coi nè. Chắc nó phải sáng như thế này nha. Chứ làm vô viền bên trong này thì nó đen mất, nó tối mất. Em lựa toàn đèn sáng sáng để làm thôi, anh chị coi bỏ biết bao nhiêu là gỗ luôn nè. Toàn lông chuột hết. Hàng lông chuột nó phải kín mà nó rậm như thế này nè. Đó mới gọi là hàng đỉnh nha. Em thấy trên thị trường họ làm nhiều hàng thấy nó chuột chuột vàng không à, nó không có ăn vô tới trong lõi như thế này nha. Anh chị xem biết bao nhiêu là gỗ luôn á. Lọc ra giờ còn vùng vùng nát hết, thấy không? Nên làm mấy cái hàng này cực kỳ tốn gỗ nha. Anh chị nhìn thấy nó đơn giản vậy thôi chứ công đoạn mà làm mà lựa gỗ này nhiều cái nó bị như thế này nè, khó làm lắm nha. Hàng lông chuột là nó hay bị như thế này, nhúc ràng vậy nè. Lựa lọc bỏ rất là nhiều luôn. Vân màu đẹp quá ha. Đó bữa em cắt phôi anh chị xem đó. Bụng quá trời bụng, làm mà được đúng 4 cái vòng biết bao nhiêu là gỗ luôn. Anh chị ơi, cái vòng này nhắn em sớm nha, hàng này em nghĩ bán nhanh lắm, lên sóng một cái là bán rẹt liền rồi, bởi cái 4 vòng à. Rồi anh chị có nhu cầu về hàng cẩm long chuột mà hàng sáng màu á thì liên hệ em 16 ly và 18 ly. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem tin.